lại như hư không, không đến, không đi, không ở, không có thể thấy. Xa đại thừa cũng vậy, không đến, không đi, không ở, không có thể thấy. Lại như hư không, biên giới trước, sau, giữa, hoàn toàn không thể đắc. Xa đại thừa cũng vậy, hoàn toàn không thể đắc biên giới trước, sau, giữa, ba đời bình đẳng, nên gọi là xa đại thừa. Phật bảo thiện hiện, lành thay, đúng như vậy, như lời ông nói. Khi ấy mãn từ tử bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, trước đây Thế Tôn dạy đại đức thiện hiện tuyên dạy bát nhã ba la mật đa cho các chúng đại Bồ Tát, mà nay vì lẽ gì lại nói đại thừa? Thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, con thuyết đại thừa sẽ không trái vượt với việc thuyết bát nhã ba la mật đa. Phật bảo thiện hiện, ông thuyết đại thừa hoàn toàn thuận với bát nhã ba la mật đa, không có sự trái vượt. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, con hoàn toàn không nắm bắt được biên giới trước sau giữa của Bồ Tát. Tỷ giác vô biên nên Bồ Tát cũng vô biên, thọ tưởng hành thức vô biên nên Bồ Tát cũng vô biên. Ngay nơi sắc lìa sắc, Bồ Tát không sở hữu bất khả đắc. Ngay nơi thọ tưởng hành thức lìa thọ tưởng hành thức, Bồ Tát cũng không sở đắc.